Dạ cảm ơn 39 cô chú anh chị đang xem. Đó, đây là khu chung cư của chú anh chị, để Quốc Khang quay cho cô chú anh chị xem ha. Khu chung cư Tất Tố, quận Bình Thạnh, rất là đông đúc tấp nập của cô chú anh chị ha. Dạ cảm ơn 46 cô chú anh chị đang xem like và được 25 like của chú anh chị. Đó, đây là khu chung cư Tất Tố, quận Bình Thạnh, phường 19, quận Bình Thạnh ha cô chú anh chị. Phúc Khang quan sát thì bốn bên có rất là nhiều quán cà phê. Đó, rất là nhiều quán cà phê. Còn bên trong quán kia thì 1, 2, 3, 4, 4, 5 anh em, 6 anh em. 6 anh em YouTuber cũng đang ngồi bên đó. Mấy anh đang ăn uống no say hết rồi. Mấy anh ngồi hưởng thụ của cô chú anh chị. Còn Phúc Khang thì cố gắng like tầm khoảng 30 phút đến 1 tiếng thôi. Phúc Khang sẽ xuống và Phúc Khang sẽ về nhà bè của chú anh chị. Phúc Khang phải chạy về nhà bè xem bên chủng mai của Phúc Khang nữa. Cho nên là chiều tầm khoảng 3 giờ thì Phúc Khang sẽ quay trở lại. Và sau đó là 17:30 Phúc Khang phải chạy qua nhà hát Bến Thành để quay gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem cái chương trình thiện nguyện của các nghệ sĩ. Trong đó có nghệ sĩ ca sĩ Ngọc Sơn và ca sĩ Giao Linh và Nhân Hài Hồng Tơ thưa cô chú anh chị, để gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Dạ cảm ơn 53 cô chú anh chị đang xem like và được 25 like của chú anh chị. Like mạnh lên cô chú anh chị, like mạnh, chia sẻ mạnh, ủng hộ Phúc Khang của chú anh chị. Thì tối đêm nay chắc là khán giả cũng như là bà con cô bác, người thân cũng như là các nghệ sĩ đến viếng là đông ha cô chú anh chị. Thì một cái đám tang rất là buồn, nhưng mà có rất là nhiều bạn bè, người thân cũng như là nghệ sĩ gì đến viếng đông thì đám tang nó cũng sẽ ấm cúng ha cô chú anh chị. Còn nếu mà vắng thì nó rất là lạnh, nó rất là lạnh. Thì Phúc Khang cũng nói chung là Phúc Khang cũng yêu quý, mến và cũng như là ngưỡng mộ tất cả các nghệ sĩ, ca sĩ. Cho nên là Phúc Khang đi chia sẻ những cái về nghệ sĩ cho cô chú anh chị và các bạn xem, cũng như là sự kiện nè, sự kiện sinh nhật nè, tiệc tùng nhà nghệ sĩ nè, kể cả đám tang nghệ sĩ. Nói chung là liên quan đến nghệ sĩ thì Phúc Khang sẽ đi quay, cũng như là chương trình các nghệ sĩ ca cổ, tân cổ gì đó Phúc Khang cũng quay để gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem những cái văn nghệ cũng như là những cái nghệ thuật ca hát, đờn ca tài tử liên quan đến văn nghệ thì Phúc Khang quay gửi đến cho cô chú anh chị xem. Mong cô chú anh chị cũng như quý khán giả gần xa luôn đồng hành, luôn ủng hộ kênh Phúc Khang 78 TV ha cô chú anh chị. Thì bên trong Phúc Khang cũng có thấy một cái anh YouTube mà nhóc Hợi cũng đang like trực tiếp. Dạ được 26 like của chú anh chị. Thì những cái thông tin thì của nghệ sĩ ông Trần Yên Thảo qua đời 50 58 tuổi của chú anh chị, thì ông cũng có căn bệnh hiểm nghèo, cho nên là nói chung là Phúc Khang cũng tránh trường hợp nói những cái về bệnh tật, những cái đã qua rồi thì để cho nó qua. Phúc Khang cũng không muốn nhắc đến để chị Hoàng Trinh nghe được, thì chị cũng đau buồn của chú anh chị. Thì những cái trên trang báo thì cũng có đã đưa tin về về nghệ thuật của nghệ sĩ Trần Yên Thảo. Thì cho nên là Phúc Khang cũng không muốn nói nhiều hơn, nhiều thêm cô chú anh chị. Phúc Khang chỉ quay tại đám tang như thế nào, cũng như là các nghệ sĩ đến viếng như thế nào, chương trình tang lễ cho cô chú anh chị và các bạn xem để chia sẻ, chia buồn cùng gia đình của cô chú anh chị. Dạ cảm ơn 40 cô chú anh chị đang xem like và được 27 like của chú anh chị. Dạ like, chia sẻ mạnh, ủng hộ Phúc Khang nha cô chú anh chị. Thì đi chung đây các anh em là hay thường like trực tiếp rất là nhiều, Phúc Khang ít có like lắm cô chú anh chị.
tại vì Phúc Khang cũng ít có nói chuyện, mình like mình cũng chả biết nói cái gì, cho nên là Phúc Khang ít khi lên like lắm, lâu lâu Phúc Khang mới lên like thôi. Dạ cảm ơn 48 cô chú anh chị đang xem like ạ. Chia sẻ mạnh ủng hộ Phúc Khang đi cô chú anh chị. Dạ 51 cô chú anh chị, dạ được 27 like cô chú anh chị, like mạnh lên cô chú anh chị. Còn 23 like nữa chẳng 50 nha cô chú anh chị. Bấm like chia sẻ mạnh ủng hộ Phúc Khang cô chú anh chị, bấm cái ngón tay đưa lên cô chú anh chị. Dạ 28 like luôn rồi. Cảm ơn Vân Thới nha Vân Thới. Vân Thới thì tranh thủ ăn uống giữ gìn sức khỏe anh Khang ơi. Dạ rồi ok, cảm ơn Vân Thới nhiều. Dạ cảm ơn 56 của chú anh chị đang xem và được 32 like của chú anh chị. Dạ được 32 like của chú anh chị. Chia sẻ mạnh ủng hộ Quốc Khang nha cô chú anh chị. Dạ xin chào một ngày mùa đông. Ôi vị Thảo bị sao mà mắc vậy ạ? À? Nghệ sĩ vị Thảo thì theo thông tin trên báo chí thì chú Quốc Khang cũng không hỏi người nhà cô chú anh chị, tại vì người nhà đang mất mát, một cái mất mát quá lớn cũng như là đau buồn thì Quốc Khang không hỏi tới đó, nhưng mà trên báo chí thì cũng có thông tin ông qua đời nguyên nhân là do bệnh ung thư phổi gì đó hay nha cô chú anh chị. Theo Quốc Khang đọc được cái thông tin trên báo. Ông cũng còn rất là trẻ cô chú anh chị, mới 58 tuổi thôi. Và theo quan sát thì Phúc Khang thấy thì nghệ sĩ có hình như là có hai cô con gái cô chú anh chị, một cô con gái lớn và một cô con gái còn rất là trẻ. Phúc Khang đoán tầm khoảng 14, 15 tuổi gì thôi, còn rất là trẻ. Dạ cảm ơn 50 cô chú anh chị đang xem và được 35 like cô chú anh chị ơi, 35 like rồi, còn 15 like nữa chẳng 50 nha cô chú anh chị. Bấm like mạnh, chia sẻ mạnh ủng hộ Phúc Khang nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị xem chia sẻ lên như trang cá nhân nè, mạng xã hội như là trang Facebook cá nhân nè, trang Zalo nè, trang fanpage nè. À, cô chú anh chị nào có những cái trang như vậy thì bấm cái chia sẻ cái mũi tên của cô chú anh chị, cô chú chia sẻ qua, cô chú chia sẻ qua thì cái video của Phúc Khang, cái like Phúc Khang nó được, nó lan tỏa đến nhiều người xem cô chú anh chị, để nhiều người đến ủng hộ và cũng nhiều người đến để chia buồn cùng gia đình ha cô chú anh chị. Dạ anh 36 like cô chú anh chị ơi. Thì theo quan sát Phúc Khang thì thấy bên ngoài cũng có nhiều cô chú anh chị đang đến, cô chú anh chị, cô chú anh chị đang đến, thì những cô chú này cũng trong ngành nghệ thuật cô chú anh chị, nhưng mà những bậc tiền bối thì có thể là Phúc Khang không biết. Đúng rồi, áo này chỉ có mình Phúc Khang có thôi. Giống như cũ, giống như cái vừa rồi mới gửi đó là anh luôn em gọi luôn mới xuôi cái gì. Dạ được 36 like của chú anh chị ơi. Sửa lại đó, gửi cái gì luôn, còn gửi là sửa chữa là mới sửa nữa nha. 24 like nữa chẳng 50 nha cô chú anh chị. Anh gửi cái thứ hai anh nha, cái thứ nhất không có gì, cái mới gửi thì đó. Cái mà bé nó mới gửi cho anh để sửa lại thì đó là ok, còn cái đầu là không ok nha, cái mới sửa thì nó gửi cho anh cái có logo cuối cùng.
Đặng Long. Đám ở đâu vậy bạn? Dạ đám nghệ sĩ Yên Thảo ở quận Bình Thạnh nha bạn. Bạn Đặng Thảo. Ồ Đặng Long chứ lộn. Bạn Đặng Long. Khu chung cư Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh nha Đặng Long. Bạn Đặng Long. Ở đây cái bên kia là nó kình kền đến rồi đó. Không có thấy ai bịt mặt đi ngang rồi nhìn là kình kền lại. Không sợ. Nó mấy thằng vừa trực tiếp bắt đầu nó ra trực tiếp mà mấy thằng vừa nó chửi tao chửi tao ăn trai luôn. Yến nhìn tôi là cái khác gì. Tôi đang like. Nói vậy được rồi kìa, có la được rồi nè, mà không ai la nó chết. Dạ 38 like của chú anh chị ơi, bấm like mạnh lên ủng hộ của fan nha cô chú anh chị, bấm cái ngón tay lên đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào bấm like rồi đừng bấm nữa nha cô chú anh chị, mỗi người chỉ bấm được một lần thôi cô chú anh chị. Bấm cho lại giờ hai lần nữa. Cô chú anh chị bấm cho em hai lần là em chết em luôn á. Mỗi người chỉ bấm được một lần like và mỗi một lần đăng ký thôi nha cô chú anh chị. Thì cái đăng ký cũng như là cái bấm like nó không có tốn tiền hả cô chú anh chị, nó đều miễn phí hết, nhưng mà nó giúp rất là nhiều cho Phúc Khang cũng như là YouTube biết được những cái like và những cái đăng ký, thì YouTube nó sẽ đánh giá được cái kênh của Phúc Khang, thì nó sẽ được đề xuất lan tỏa đến rất là nhiều cô chú anh chị cũng như là quý khán giả xem cô chú anh chị. Dạ 40 like của chú anh chị ơi. Dạ Phúc Khang xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Thì hiện giờ thì Phúc Khang thấy là khách cũng đến cũng đông rồi nha cô chú anh chị. Mình chào tất cả quý ông bà của bác anh chị và các bạn thân mến nha. Phúc Khang không có dùng cái cây gimbal, nó hơi rung rồi cô chú anh chị thông cảm ha. Tại vì máy Phúc Khang đang sạc pin đó, cho nên là Phúc Khang không có dùng gimbal. Tại vì cái cây gimbal nó sẽ vướng ở chỗ cái đuôi sạc, cho nên là Phúc Khang không có ghim được, cô chú anh chị thông cảm. Lúc sáng Phúc Khang đi quay cái chương trình chia sẻ cần cầu cơm, cho nên là pin nó cũng hết rồi cô chú anh chị. Nguyễn Ngọc Bích là ai ta? Phúc Khang đang like không có nghe được điện thoại cô chú anh chị ơi. Có người điện thoại tới mà không có nghe được. Dạ cảm ơn 42 cô chú đang xem like. Áo gì mà độc quyền dữ vậy? Áo Phúc Khang may cho các anh em cái áo YouTube của Văn Thới. Các anh em mặc áo đen như vậy đó. Như anh nhóc Hợi là mặc áo đen chữ trắng viền đỏ, riêng Phúc Khang là mặc cái áo màu vàng ha Văn Thới, chỉ có mình Phúc Khang mới có cái áo màu vàng thôi, cho nên là các anh em nói là gọi là áo độc quyền. Để Phúc Khang quay lại màn hình trước cho tôi nè Phúc Thới. Nè áo này Phúc Thới. Đó màu vàng này vậy nè. Chỉ có Phúc Khang mới có. Anh xài gọi loại gimbal nào? Anh xài gọi loại gimbal nào? Thì nói chung cái gimbal cũng thường rồi Phúc Thới ơi. Gimbal lúc đó Phúc Khang mua có 1.850.000 thôi. Thì bây giờ cái chắc nó cũng rẻ hơn, chứ còn là loại tốt nó tới mấy triệu luôn, cho nên là Phúc Khang không có dùng cái loại xịn, tại vì chưa có thu nhập, không có thu nhập, cho nên là cũng hạn chế. Chứ mà mình làm chưa có thu nhập gì hết mà cứ bỏ tiền mua thứ này thứ sắm cái kia nhiều quá thì bà xã không cho ha Văn Thớt, bà xã sẽ không cho đi quay nữa, tại vì nói chung là đam mê thôi, chứ xưởng thì có xưởng may thì bỏ bê đó, lo đi quay bà xã nhằn tối ngày Văn Thớt. Chứ có sung sướng gì đâu Quân Thới ơi. Riêng cái xưởng mai giờ bỏ hết đi quay.
Có bướm không? Bướm không? Đây là chị đây là chị Triệu Hoàng Trinh, của chú anh chị, bà xã của nghệ sĩ Yên Thảo. Chị còn rất là trẻ, rất là xinh, của chú anh chị ha. Đi nó bị rung lắc quá cho nên là cũng đang đứng một chỗ thôi. Con gái của nghệ sĩ, hình như là có một con gái thôi nha cô chú anh chị, có một cô con gái thôi. Qua giờ Phúc Khang thấy chỉ có một cô con gái đó thôi. Tối hình như là Phúc Khang thấy là một con bé nhỏ nữa, chắc bé nhỏ này đi học hay sao. Dạ cảm ơn 58 của chú anh chị đang xem live. Xin chào người Long, lớn tuổi không em, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ nghệ sĩ còn rất là trẻ luôn người Long ơi. Nghệ sĩ Trần Yên Thảo mới có 58 tuổi ha, người Long còn rất là trẻ. Thì cách đây mấy ngày thì Phúc Khang cũng mới đi quay, nghệ sĩ Bảo Anh cũng qua đời, ông thì 56, ông thì 68 tuổi. Còn nghệ sĩ Yên Thảo này mới có 58 à cô chú anh chị. Dạ 58 mà chứ phải 59. Phúc Khang qua nay là nói 58 thôi. Thì thấy trên báo ghi là 57 nhưng mà Phúc Khang đính chính là trên tờ trên bản cáo phó là 58 nha cô chú anh chị. Trên bản cáo phó tại đám tang thì có 58 tuổi chứ không phải là 57. Thì Phúc Khang thấy trên báo thì có tờ báo đưa là 57, cũng như là có một cái tờ báo là đưa một cái hình cưới của nghệ sĩ Yên Thảo với chị Hoàng Trinh. Hình ảnh đám cưới đó thì tối hôm qua thì người nhà đó, cái chị mà tóc ngang áo sọc của chị, các cô chú anh chị đó, cái chị đó đó, chị đang đứng nói chuyện đó, thì chị cũng có đính chính và chị có nhờ Phúc Khang chia sẻ giúp để nhà báo đính chính lại và sửa lại cái hình ảnh đó của chú anh chị. Cái hình đó là không phải nghệ sĩ Yên Thảo, là một nghệ sĩ khác của chú anh chị, cho nên là cô chú anh chị xem chia sẻ để cái thông tin này nó lan rộng ra, để quên một cái tờ báo đó biết được, để đính chính và sửa cái hình ảnh lại để không bị ảnh hưởng đến một cái nghệ sĩ đó nha cô chú anh chị. Vậy là tuổi ngọ đúng không em? Dạ em cũng không rõ lắm. Dạ em cũng không rõ lắm. Bây giờ hỏi thì em phải tính lại mới được. Thì để Phúc Khang xem coi ông sinh năm mấy nha cô chú anh chị. Cái bạn của quanh chồng rồi. Để Phúc Khang, chú Phúc Khang vô quay cho cô chú anh chị. Tại giờ có khách nhiều mình đi vô đó nó cũng không hay lắm. Dạ tên thật của ông là Trần Yên Thảo, nghệ danh ông đi hát là Dị Thảo nha cô chú anh chị. Tên thật trên cáo phó là ông Trần Yên Thảo, còn mà tên ông đi hát là Dị Thảo nha cô chú anh chị. Còn pháp danh của ông là Hồng Trần, pháp danh Hồng Trần, tên thật của ông là Trần Yên Thảo, tên pháp danh là Hồng Trần, tên nghệ sĩ là nghệ sĩ Dị Thảo nha cô chú anh chị. Dạ cảm ơn 49 của chú anh chị đang xem và được 46 like của chú anh chị ơi, 46 like rồi. Cô chú anh chị thương yêu bấm cho Phúc Khang lên 100 like của chú anh chị.
được 100 like là cái like của Phúc Hàng nó được, sẽ được đề xuất lan tỏa cho nhiều cô chú anh chị cũng như quý khán giả khác được xem. Cô chú anh chị dạ 47 like của chú anh chị ơi. Dạ 43 của chú anh chị đang xem like và được 51 like luôn của chú anh chị. Còn 49 like nó chẳng chầm tròn của chú anh chị. Của chú anh chị chia sẻ mạnh lên, chia sẻ mạnh lên giúp Phúc Hàng của chú anh chị. Thì Phúc Hàng đi thì hôm nay cũng có rất là nhiều các anh em YouTube này của chú anh chị đó. 1, 2, 3 bên kia góc bên kia nữa là 5, và còn sau lưng Phúc Hàng đó là 6, và còn trong quán cà phê còn 3 người nữa là 9 người của chú anh chị. Dạ 52 like của chú anh chị ơi. Thì tối hôm qua có nghệ sĩ Hữu Nghĩa đến rồi, nhưng mà không biết tối hôm nay có nghệ sĩ Hữu Nghĩa đến nữa không thì không biết là của chú anh chị. Rồi bye bye hai em nha. Chúc hai em nhiều sức khỏe. À, chừng nào chôn thì để Phúc Hàng xem. Lễ động quan vào ngày 16 tháng 10 của chú anh chị.